Dạ, em xin chào các bác ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Kênh em đang sóng 2 đô loa. Bên đây là đô loa phi vây đến từ Messin Bass 25 và phía bên tay phải em là đô loa Yamaha Bass 40 dòng loa bao quay đến từ Nhật Bản ha. Em sẽ soi gần vô cũng như là sẽ tháo cây căng ra để cho anh em xem từng loa bên trong ạ. Đó, phi vây và Yamaha còn rất là mới. Cái chiếc cây căng được bọc vải dù ha anh em, được bọc vải dù này. Chiếc bên này cũng vậy. Nó bọc vải dù và khung bằng gỗ ha, nhìn rất là cổ điển luôn. Còn cây căng bên đây là bằng lưới sắt này. Em sẽ mở ra. Sẽ mở hai chiếc cây căng ra để cho anh em xem ha. Đó, loa phi vây này, bát là bát 25 ha anh em. Đó, con này là tiếng cực kỳ hay luôn. Cũng lại bốn lốt không hơi nằm ở bốn góc. Bên trên là loa chấp kèn ha, chấp kèn nó liền với cái họng nguyên khối của vỏ loa luôn. Và sang bên phải là một cặp loa bát Yamaha ba quay bát 40 ha, sở hữu là bát ba đường tiếng. Thứ nhất là một chiếc bát 40 và bên đây là mid 20, cũng là một con chấp kèn ha anh em. Đó, chép này em vừa mới lau nước nên nó còn dính một chút ướt ở trên cái họng chép kèn anh em ha. Đây, phía dưới này là đốt không hơi, đây, tương đối là khá là xịn rồi. Đây, em sẽ soi xung quanh đây. Xung quanh là một cái tay cầm có một cái chữ Yamaha, đây là cái tem tay ha. Rồi mặt sau, mặt trước đều đẹp cả. Nhưng mặt sau đây là có một cái tem thông số này. Đây, mặt sau đây Yamaha S300 ha anh em. Cấp suất cực đại là 400W cho một thân thùng. Đó, hàng bãi của Nhật mà 400W là cũng lớn rồi đó anh em. Và bên trên đây là một vi tinh chỉnh của loa chép ha, vi tinh chỉnh của loa chép. Và được trang bị hai đường vô, thứ nhất là đường vô số 1 ha, bằng giắc 6 ly. Và bên đây là số 2 này, là đường ra. Đó, gia đô nó chung cho một đường nha anh em. Đó. Và bên đây cũng vậy, cộng lông đây cũng y chang ha. Model là S300 đến từ Nhật Bản đây, Made in Japan nha anh em. Đó, mặt sau đây, mặt sau mặt trước đều đẹp cả. Nó có một vết chảy ra nhỏ nhỏ đây, chảy đằng sau nha anh em nhưng không đáng kể. Đó, nằm ở mặt sau mà. Rồi cặp phi vây này. Phi vây này là bát 25 ha. Rồi có model là PR10 phi vây đến từ Made in USA nha anh em, hàng xịn của Mỹ. Đây trở kháng là 8 ohm, công suất ở ghi trên đây này. Công suất là đâu rồi? Để em ghi em nhìn cái công suất của loa ha. Đó, công suất là 400W. Đây, 400W đây ở đây nha anh em. Đây Made Power này là 400W cho một thân loa. Là bát 25 công suất cũng tương đối là khá khủng. Ở phía dưới đây là một cái tem loa. Đây, tem loa của phi vây nha anh em. Đó, bên đây cũng vậy này. Tem loa được có mã vạch chất nữa. Nó nhìn đẹp quá, tổng thể là hai đô này cũng đẹp cả. Đẹp cả loa bên trong bên ngoài và lẫn cả những chiếc e căng của loa đây là phi vây nè. Đó, model là PR10. Còn bên này là Yamaha S300. Và ngay sau đây em sẽ mở ruột gan ra, mở ruột gan của loa bát, loa chép, loa mid ra cho anh em xem cả hai loa ha. Và trước khi mở em cũng xin báo giá luôn, như loa Yamaha S300 này, bát 40 bao quay ha, sẽ có giá là 16 triệu đồng cho một đôi. Và đôi loa phi vây bát 25 và bên trên là chấp kèn, hát karaoke tương đối là khá hay và khá là ổn ha, sẽ có giá là 6.500.000 đồng cho một đôi. Đó, hàng mới anh em, hàng mới, hàng đẹp như trong video này, bao zin và bao sọc. Đó, bao sóng bao xịn cho anh em 100% luôn. Rồi, và ngay sau đây em sẽ mở ruột cam bên trong ra cho anh em xem ha. Và đây là loa bát của phi vây anh em ha, từ neo luôn, rất là xịn sò. Còn phía bên đây là ruột gan của loa Yamaha này bao quay, như trong video anh em có thể thấy là những cái màng loa bát, màng loa mid và họng của loa chép ha, còn nguyên bản và rất là đẹp. Đây màng loa bát đây, mà là màng màu nâu đất nha anh em, có hai cái đầu chìa ra ở trên cái nón loa. Rồi màng loa mid cũng vậy, cũng là đồng màu với lại cái màng của loa bát luôn ha, cũng là hai cái đầu chìa ra. Còn ở phía trước này là một cái tem của Yamaha ha, nằm ở phía dưới cái họng của loa chép. Như loa chép này nó dính dơ một chút nha anh em, em chưa có chùi kỹ đó. Đó, họng loa chép còn nguyên bản, không có bị bẻ hay là không có bị vỡ hay bị nứt gì trên nha anh em. Đợi ở phía dưới đây là một lốt ông hơi rất là to. Bát 40 này, màng và căng còn rất là đẹp. Đó, hầu như là cả hai loa em lên sóng trong clip này đều đẹp khoảng 90% lên rồi. Rồi bên đây là em đã tháo một gan của ba loa ra rồi nha anh em. Như là cổ loa bát này, Yamaha chẳng khá là 8 ohm, có mã số ở trên cái cụm từ của loa ha. Cụm từ của loa bát, loa chép và loa mid đều là từ cụm từ 7 màu hết anh em ạ. Đây loa mid đây, đẹp keng luôn. Nó màng màu nâu ha, hai đầu chìa ra này. Ở phía bên trong là nó có một cái hộp, nó có một cái hộp riêng dành cho loa mid ha, để cho cái hộp này hộp kín anh em, để cho hơi của loa bát nó không có dội vào đây. Đó, nếu như mà nó dội vào đây nó sẽ làm ảnh hưởng nó đến tiếng mid ha. Đó, bên hãng của Nhật họ thiết kế cũng rất là kỹ càng và an toàn cho cái tiếng loa mid rồi. Như hàn dây này, dây là họ hàn nha anh em, nó họ hàn cho luôn. Ở đây cũng vậy, dây họ hàn cho luôn ha, hàn chết luôn ha anh em. Đó, cổ loa mid, cổ loa bát đây, bát 40, cổ là cổ 170 ha. Và cô bên trong đây. Đó.
Côn bên trong là côn 63 nha anh em, côn 63. Đã đổ nhập mà công suất 400 W là khá là ok rồi. Rồi, tới phần tầng bên trong này. Bên trong là anh em thấy giống như là một cái lò phản nước hạt nhân thu nhỏ đó anh em. Em thấy rất là nhiều tụ nhôm ha. Đây là những con tụ nhôm này, ba con tụ nhôm thì cuộn điền cuộn đồng. Đó, tương đối là khá là nhiều đồ. Này, đây là phần tầng của loa Yamaha này, nhìn rất là xịn sò nha anh em, to bản nữa. Đây bông tiêm màu vàng ha, bông rất là nhiều bên trong. Đó, dây loa này, dây ra loa đây. Đó, nhìn nó cũng gọn gàng, đó họ băng bó rồi những cái sợi dây họ băng lại ha, nhìn gọn gàng và cũng đẹp mắt lắm. Đó, đây là phần tầng tụ nhôm ha anh em. Nhìn chuyên nghiệp luôn. Và cuối cùng nữa là củ loa chép đây. Nè, đây là củ loa chép của Yamaha ha. Đó, em sẽ xoay lại. Đó, Yamaha đến từ Nhật Bản nha anh em, củ loa chép này. Đó, con chép này chép kèn tiếng kêu rất là hay luôn. Hay cực kỳ hay. Củ loa chép cũng tương đối là khá to nha anh em. Đó, củ loa chép to lắm. Đó, dòng này anh em mua về hát karaoke là bass đập tương đối là khá là bạo lực và sâu ha. Dòng bao quay của Yamaha mà công suất khủng nữa, 400W cho một loa. Nên tiếng bass ra rất là ấm và bạo lực anh em ạ, mạnh mẽ. Đó, đây là tụ can của loa Yamaha ha anh em, bao quay luôn. Rồi mặt trước của loa đây. Rồi hệ căng ha, đẹp quá đẹp luôn. Với giá tiền là 16 triệu đồng. Anh em có thể mua cặp loa này về hát karaoke và nghe nhạc trong phòng khoảng 20 đến 50 mét vuông đổ lại ha. Đánh rất là tốt rồi. Còn bên đây là củ loa của Vivay. Đó, Vivay đây là củ sử dụng củ tử neo nha anh em. Sử dụng củ tử neo. Cái tử neo này rất là sang tiếng. Và thoát tiếng ha. Côn bên trong là côn 63 luôn. Như anh em thấy này, bass 25 bằng côn 63 là nó bằng cái bass 40 của Yamaha bên kia luôn rồi. Đó, hai bên nào cũng con to cả, con Yamaha cũng to và con này cũng to ha. Đây bass côn 63 nha anh em, con to lắm. Thì đây có một cái tem trên sườn loa này, trở kháng là 8 ohm. Đó, đây phía trong là phân tầng. Rồi cổ loa chép ở đây ha, là cái cổ loa chép cũng tương đối là khá to đấy anh em. Đó. À, xịn của phía vây nha. Phía vây đứng từ mới xịn luôn. Phân tầng em thấy một cái cầu chì bên trên, còn cái mặt bên dưới nữa nha. Cái mặt bên dưới nó cũng có đồ nữa nha anh em. Đó, nhưng mà nhìn cũng là tương đối là khá đơn giản, bởi vì cái cặp Vivay này nó là sử dụng từ neo. Từ neo là từ chuyên về tiếng rồi. Đó, anh em mua về hát tiếng bay tiếng ca mà muốn to có thể mua cái cặp loa này về làm chuyên về tiếng ca nha anh em. Hoặc là mình có thể ghép với là những dòng loa bass 25 độ lên, hoặc là bass 20 độ lên cho đến loa bass 40 luôn, để hỗ trợ lời ca tiếng ca cho cái dàn karaoke nhà mình. Đó, và đây là phần mặt trước này, màn loa bass và loa chép bên trong đây. Đó, tất cả đều là hàng zin, hàng xịn hết trơn nha anh em. Và em vừa mới tháo tụt can của hai loa ra, nhưng em cũng xin báo giá lại ha, là cặp loa của Vivay là giá 6.500.000 đồng cho một đôi. Còn loa của Yamaha Baway này, đó, hàng xịn hết trơn ha, em đã tháo loa hết trơn rồi. Hàng xịn màng đẹp luôn, sẽ có giá là 16 triệu đồng cho một đôi. Đó, anh em có thể mua những đôi loa này về hát karaoke cũng như là nghe nhạc cho phòng không gian của mình ha, tùy theo phòng lớn và phòng nhỏ. Đó, và giá cả cũng như là tụt can em có đã khui ra rồi. Nếu các bác quan tâm đến cặp loa nào, xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.